Xin chào các bạn nhá. Thì hôm nay mình mới lên trên đồi kiếm được một mớ con chỗ mình gọi con này là con chấu chôm hay là con chôm. Mọi người trông nó hơi giống con dế. Tuy nhiên thì nó khác con dế ở chỗ là nó không có cánh và chân nó dài hơn, râu dài hơn, và môi trường sống của nó thì ở trên cây hoặc trong hốc đá thì cũng giống dưới hàng ở dưới đất giống như con dế. Con này ăn khá ngon, gần ăn giống như một con dế đấy. Bây giờ mình đang chế biến và quay video chia sẻ cho mọi người xem cho vui. Ở đây nếu mà bạn nào ở miền núi ấy, thì chắc chắn là đã từng ăn con này rồi. Đấy. Hôm trước trong video trước thì mình có lên núi và trong cái bữa cơm của nó cũng có con này ấy. Tuy nhiên thì hôm nay quay nó không được cụ thể hay chia sẻ thêm mọi người cùng tìm hiểu. Đây cơ bản thì nó ăn rất là ngon, ăn khá là ngon. Đấy. Ăn khá là ngon, tuy nhiên thì ăn khá là ngon và chế biến cũng rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên ngại nhất là cái khâu làm. Bây giờ mình sẽ sơ chế nó, cắt dâu, cắt cẩm, giúp mình cái đùi thôi. Và sau đấy là lấy ruột. Đấy, đấy khâu nó hơi lâu. Để bắt cái con chôm này thì người ta sẽ có thể bắt ban ngày cũng được. Ban ngày thì tìm các hang hốc nó trú ẩn. Các hang hốc nó trú ẩn, sau đó thì sẽ dùng màn để quay để bắt hoặc là phun khói để bắt. Còn ban đêm thì sẽ lên cái chỗ khu vực nó sống ấy, phát thành những cái chỗ nó quang quang này, bắt đầu là dùng thính để nhử. Rồi người ta hay dùng là người ta hay dùng cơm rượu với lại là cái gì đấy, mình cũng chưa đi lần nào. Tính là sắp tới theo người ta một hôm để quay cho mọi người xem. Đây, cắt từ nãy đến giờ mới được con ấy này đấy. Đây, chuyển sang công đoạn nữa là lấy ruột. Cắt xong một loạt sau đó lấy ruột. Con này nó ăn tạp nên là phải lấy đi. Đó. Đây, bây giờ mình đã nhặt xong thì rửa sạch rồi đây. Mất khá nhiều thời gian nữa công việc này. Tuy nhiên đến cái đoạn này thì dễ rồi. Thì để chế biến cái món này thì quan trọng nhất là phải có nước măng chua hoặc dưa chua. Măng chua là tốt nhất, không phải có nước dưa chua. Nếu mà không có nước măng chua và dưa chua thì nếu một khi hành mỡ lên rang bình thường nó cũng ngon thôi. Nhưng mà theo mình thấy nó không ngon, không đậm đà bằng nước măng chua, nước dưa chua. Đây thì việc chế biến khá là đơn giản, chỉ cần luộc với nước măng chua một thời gian cho nó ngấm vào cái con chấu chôm này. Sau đó thì khi nào nó khô đi thì mới cho mỡ vào, dầu mỡ vào, và sau đó thì lúc nào nó gần giòn là cho nêm nếm gia vị vào là ok thôi. Cuối cùng này rắc lá chanh lên là cũng rất được. Ok, bây giờ thì nó đã sôi rồi. Chờ cho nó thôi, nó ngấm cái gia vị này vào con chấu chôm, nó có cái nó bên đậm đà đây. Với đồng bào người Thái thì thường là mình thấy là không rang giòn mà rang vừa phải, đó là cuối cùng là cho gia vị là kiệu. Mình thấy ăn như thế nó cũng có cái vị ngon riêng. Tuy nhiên thì mình thích rang với lá chanh hơn. Bây giờ thì cơ bản là nước măng chua nó đã cạn mà nó ngấm vào đây rồi. Tiếp theo là cho dầu vào thôi. Với món này thì mỗi nơi có một cách chế biến khác nhau. Ở chỗ mình thì thường chế biến như thế này, nhưng mà chỗ ở một số vùng khác thì mình thấy là đừng nghe chứ đấy. Mình thấy là anh em là thường là không rang giòn mà rang vừa, không cho nhiều dầu giống như mình thế này. Sau đó thì cho củ kiệu theo phong cách chế biến của bò dân tộc Thái đấy. Tuy nhiên thì mình cũng chỉ là quay clip anh em cho vui thôi. Nếu mà anh em nào mà có cái anh chị em nào mà có cái cách, cái công thức nào mà nó ngon hơn thì góp ý giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hy vọng là anh em xem video
sẽ bỏ ra vài giây để ủng hộ một đăng ký cho mình nhá, một subscribe cho mình nhá. Thì vài giây thôi thì sẽ là cái động lực để mình làm những video mới là hay hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Với món này thì theo mình nghĩ là mặc dù chế biến thì nó khá là đơn giản, tuy nhiên là để cho nó giòn đấy mà không bị cháy thì chúng ta thử trên bếp, nó chỉ cần cảm thấy là hơi giòn giòn thì là khi nó tắt bếp là vừa. Nhiều khi trước mình mới làm không quen mà cứ để trên bếp là nếm giòn thì khi bắt xuống là nó cháy vì nó cái nhiệt độ nó vẫn đang còn nóng một cái chảo. Đấy, bắt đầu có mùi lúc nào mà nó cảm giác mà nó gần gần giòn ấy thì nêm nếm gia vị mắm muối vào cho nó vừa, và cuối cùng là xúc ra đĩa rắc lá chanh nên là ok, lá chanh này mình thái hôm nay đấy. Như mình nói thì cái cách này chế biến này ấy, thì ở vùng của mình thôi, còn ở một số nơi thì anh em chế biến kiểu khác, không cho lá chanh mà cho kiệu, đặc biệt là đồng bào người Thái thì thường là cho kiệu. Nhưng có một cái điểm chung ấy là chỗ nào cũng dùng nước măng chua, và mình thấy là như thế là nó ngon. Chứ còn nếu mà không có nước măng chua thì cái món này nó ăn nó không ngon. Nó cũng ngon thôi nhưng mà nó không ngon mà có nước măng chua. Hay là không biết là mình ăn nhiều mình quen cái kiểu đấy không biết, nhưng mà bây giờ là nhậu là thoải mái rồi. Này thì sẽ thưởng thức thì thường là sẽ ăn kèm với rau sống, lá chung, lá rau thịt dưới, các loại rau rừng quấn lại kèm với con chôm hay là chôm chôm này. Rồi, như vậy là chúng ta đã có cái món là rau chôm rang nước măng chua là lá chanh này. Mời các bạn cùng mời cơm gia đình nhà mình nhá. Đây cái món lúc nãy mình chế đây, chôm chôm rang nước măng chua. Ngoài ra hôm nay còn có canh cua này. Cua thì phải đi cầm muối. Và món này là món cá kho dưa, đồng thời có dưa chua. Em nè. Ăn đi xem nào. Em không ăn nè. Xem mà ăn đi, ăn đi xem. Ăn đi xem. Ngon không? Đấy. Mày các bạn cùng ăn cơm nhá. Anh em thưởng thức cùng mình nhá. Món này thì phải có cái bia lạnh thì dùng mới ngon. Nào. Món này thì có thể ăn kèm với các loại rau thơm, lá sung, các loại rau thơm kinh giới rồi là mùi đầu. Nói chung là các loại rau thơm quấn là ăn kèm cũng ngon. Tuy nhiên thì hôm nay ngại hái tối rồi nên là ăn bò này. Tuyệt vời. Tất nhiên là phải có một chút bia đã. Món này thì cũng có thể các bạn nhìn thấy ghê, nhưng một số bạn là thấy châu chấu hay là chôm chôm thế mềm thấy ghê, nhưng thực ra là ăn rất là ngon. Chúng ta cứ thử một lần đi để giống như bánh nào mà ở miền núi chủ yếu là quanh năm là có các loại, cũng có chôm chôm thì có châu chấu, cào cào, nói chung lúc nào cũng có cái đồ
chủng, mùa nào có mùa nào, mùa ra Tết thì có bọn xít, xít xong đến châu chấu rồi đến con chôm chôm này, con chôm nếu tiếng là con chôm miền Nam, là đây chôm chôm miền Bắc. Cún chào các bác nào, chào các bác à, con là cún, cún, cún. Ừ đừng làm thế. Này ăn một miếng này, ăn một cái đùi này. Bây giờ thì đâu ngon mà. Đây. Rất ngon. Có lẽ là đến đây thì mình xin được dừng video ở đây. Nếu mong các bạn sẽ đăng ký ủng hộ để mình làm những video mới có chất lượng hơn. Bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn. đừng nghĩ à, cái thú này. Chụp ảnh đấy thôi. Cái mới à? Đúng không? Đúng là cái mới không? Hai bên nói, nắm lấy tay. Cái nào cơm chưa?